Đây là cái bản thông báo của cái tiệm McDonald's là sẽ không đóng cửa và không có bán theo cái lệnh của thống đốc và tiểu bang California cho Newsom. Do họ sẽ không bán mà chỉ bán drive thru thôi các bạn. Có nghĩa là bán chạy xe theo. Còn mình đi vào trực tiếp thì họ sẽ không có bán, mà sẽ những người đi drive thru lái xe trực tiếp qua để bán. Đây những người đi drive thru qua để order cái McDonald's. Và cả McDonald's và cả Starbucks cũng vậy, Starbucks cũng không có vào mua được nha các bạn, mà phải đi lái xe drive thru, có nghĩa là order qua drive thru. Đây là bảng drive thru nha các bạn. À, các bạn phải lấy xe và order qua cái bảng và lấy xe drive thru. Đây là cảnh quan ở khu một khu thương mại tại Grand Rose. Kế bên kia là Costco. Nay là ngày 17 tháng 3. Okay, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé.